Chị Lân trân trọng giới thiệu, đây là cái bao da đựng kính do chị Lân handmade bằng da da cá. Da cá này được nhập tại một trong những công ty chuyên thực da hàng đầu trên thế giới và chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả các hãng da thời trang lớn nổi tiếng trên thế giới như là LV, Gucci, Hermès. Từ bên ngoài đến bên trong, tất cả đều là da tuyển chọn. Bên trong là da sweet, mềm, mên, được nhập tại nhà máy hết ở Pháp. Kiểu dáng rất đơn giản, gọn. Gọn là vì mình có thể để kính vào đây và mình để trong những cái túi clutch, để trong những cái túi sách. Cái điểm đặc biệt khi mình dùng cái bao da này cho kính thì nó sẽ tôn lên được vẻ đẹp của cái kính bằng cách là nó sẽ lộ những điểm thể hiện được sự sang trọng nâng cấp của chiếc kính ở đây. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thử. Đây là cái kính mà Kỳ Lân Luxury chế tác theo yêu cầu, hoàn toàn là yêu cầu của khách hàng, từ họa tiết, từ chỗ đánh kim cương, từ chỗ cái vân kính, vân trên gọng kính. Nói chung là tất cả những cái chi tiết trên kính này Kỳ Lân hoàn thiện là theo yêu cầu hoàn toàn của khách hàng. Về cả cái gọng sẽ cước ở bên trên, trên cái trồng kính này cũng là làm theo yêu cầu của khách hàng luôn. Rất đơn giản để sử dụng cái bao da đựng cho kính này, rất đơn giản. Ở đây có một cái chốt nút, mình có thể lấy ra như thế này rất là nhanh, sau đó gài lại cũng rất là nhanh luôn. Mình mở ra, sau đó để kính vào, cực kỳ đơn giản. Sau đó gài lại như thế này thì sẽ sâu được phần nổi của cái gọng kính này, được thiết kế lấp lánh nhờ vào cái thiết kế họa tiết ô. Và hai cái đuôi gọng kính, trên cái đuôi gọng kính này có viên kim cương một sòng thiên nhiên cũng được sâu ra luôn. Và hai bên thành của gọng kính này được đính kim cương hoàn toàn lên trên thành gọng bằng vàng này, giúp lấp lánh luôn. Hai bên thành đều là đính kim cương hoặc sòng thiên nhiên hết. Và toàn bộ gọng kính này đó chính là vàng nguyên khối AU750, chuẩn theo tất cả những sản phẩm đã đẳng cấp sang trọng thượng lưu về những cái sản phẩm xa xỉ đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới từ đất nước Thụy Sĩ, vàng AU750. Và bất kỳ những kính nào mà quý khách đang sở hữu muốn có những chiếc bao da đựng kính như thế này, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury nhé. Kỳ Lân sẽ làm cho cái bao da nó phù hợp với từng cái kính của quý khách, chứ không phải là cứ dùng chung mà mỗi cái kính mình sẽ đo ni cho nó, đo thông số cho nó, cái kính nào sẽ đi với cái kích thước của cái bao da đó để cho nó phù hợp, hài hòa và tạo ra sự thoải mái nhất cũng như cái thể hiện sự được đẹp nhất của chiếc kính và cái bao da. Vâng, và như vậy là video clip giới thiệu về bao da đựng kính đến đây sẽ được kết thúc. Hãy liên hệ với Kỳ Lân để đặt những bao da đựng kính cho những chiếc kính sang trọng đẳng cấp thượng lưu của quý khách. Một lần nữa Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu sắp tới nhé. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.